Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh hoạt động kéo điện ra các huyện đảo và thực hiện dự án điện nông thôn miền núi, việc cung cấp cho phát triển công nghiệp là một trong ba điểm sáng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC trong những năm qua. Trong đó đặc biệt phải kể đến dự án đường dây 110 kV Hiệp Hòa, Đức Thắng, Yên Phong 2, vừa qua đã về đích hoàn thành trước tiến độ 15 ngày. Dự án đường dây 110 kV Hiệp Hòa Đức Thắng Yên Phong 2 là dự án được đầu tư có quy mô xây dựng 27 km đường dây, có số vốn gần 250 tỷ đồng nhằm đảm bảo cấp điện kịp thời, ổn định cho các tổ hợp công nghệ cao. Trong đó có công ty Samsung Display, Samsung Electronics Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong. Đây là dự án khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc danh mục dự án trọng điểm. Ngay sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Phát triển Dự án Điện lực gấp rút triển khai chuẩn bị đầu tư dự án và đã được phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 7 năm 2014, phê duyệt thiết kế tháng 10 năm 2014 và đến tháng 2 năm 2015 tổ chức đấu thầu và khởi công dự án. Đây là một cái dự án trọng điểm cấp điện cho các cái khu vực phụ tải thuộc Bắc Ninh, đặc biệt là các cái phụ tải công nghiệp, cấp điện cho cái tổ hợp công nghiệp Samsung của cái tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam. Thì nó có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi vì cái tiến độ của nó phải phù hợp với cái tiến độ xây dựng cũng như là đưa vào vận hành chạy thử của cái tổ hợp Samsung này. Thế do đó là chúng tôi đã ngay từ đầu khi triển khai dự án đã xác định là rất nhiều những cái thực hiện nhiều cái giải pháp. Khi mới nhận được giao nhiệm vụ triển khai cái dự án này thì chúng tôi đã tổ chức cái lực lượng triển khai từ công tác thiết kế rồi thì quy hoạch. Đấy rồi thì tổ chức đấu thầu, thi công xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị rất đúng theo các cái quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Do tính chất dự án trải dài qua 2 tỉnh, 2 huyện và 12 xã với diện tích thu hồi đất vĩnh viễn là 1,85 ha, diện tích hành lang an toàn là 44,5 ha với hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Do vậy, từ công tác thỏa thuận tuyến ban đầu, điều chỉnh quy hoạch, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý xây dựng địa phương đều được Ban Quản lý Dự án đặc biệt chú trọng. Công ty Samsung Display Việt Nam cũng rất nghiêm túc theo dõi sát sao tiến độ của dự án. Và đây cũng là động lực góp phần vào thành công của dự án. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành cấp dự án điện cho nhà máy chúng tôi. Đặc biệt là dự án đã vượt tiến độ được 15 ngày. Khi đầu tư tại Việt Nam, vấn đề điện là một vấn đề mà chúng tôi lo lắng và đặc biệt quan tâm. Đến nay, dự án đã được hoàn thành. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực từ phía ngành điện đã đảm bảo dự án theo đúng cam kết, chất lượng của dự án cũng rất tốt. Để hoàn thành dự án nhanh nhất, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã khẩn trương chuẩn bị các thủ tục đầu tư cho dự án, tổ chức tốt công tác thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo đền bù đến đâu, thi công tới đó, lập kế hoạch chi tiết để triển khai, cắt cử cán bộ giám sát trên toàn tuyến. Công nhân làm việc nỗ lực trên công trường rất vất vả, kể cả trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt có lúc lên đến trên 40 độ C. Để mà công trình hoàn thành sớm được 15 ngày, chúng tôi đã huy động toàn bộ trên cái tuyến đường dây này. Chúng tôi có huy động 13 đơn vị của thành viên của công ty triển khai thi công đồng loạt các vị trí từ móng đến cột. Và công nhân thì làm việc liên tục đối với cái phần thi công móng. Và đặc biệt là theo các điều kiện thời hiện nay là thời tiết nó rất nắng nóng thì anh em cũng đã rất là cố gắng đi làm từ rất sớm. Sáng thì thường cỡ khoảng 4 rưỡi anh em đã phải dậy để triển khai, bắt đầu ăn uống là 5 giờ bắt đầu có mặt ở công trường triển khai. Thì ngoài cái việc mà tinh thần công nhân, thế là cũng có sự phối hợp của chủ đầu tư và đặc biệt là cái khâu giải phóng mặt bằng là rất quan trọng đối với các tuyến đường dây. Toàn bộ dự án đường dây 110 kV Hiệp Hòa Đức Thắng Yên Phong 2 đi qua địa bàn phức tạp, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư đang được quy hoạch. Nhưng được sự giúp đỡ rất tích cực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, các sở ban ngành của tỉnh, sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân các huyện, nơi dự án đi qua, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân địa phương cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong vòng chưa đầy 5 tháng, dự án đã hoàn thành vượt kế hoạch 15 ngày. Đóng điện công trình kịp thời, cấp điện cho tổ hợp sản xuất của tập đoàn Samsung đầu tư tại Bắc Ninh, đảm bảo đúng chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và an toàn.